Thuốc được cá nhân hóa phát triển từ những khám phá mới về cơ sở phân tử của bệnh và trên cơ sở đặc tính di truyền khác biệt của từng người. Đối với bác sĩ, điều đó có nghĩa là mức độ biến đổi trong cách mỗi người phản ứng với các phương pháp điều trị khác nhau có thể là chìa khóa chữa bệnh. Nói chung, đây là một công nghệ tạo ra hy vọng cho bệnh nhân. Đối với một số bệnh nhân, nó hiện thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng đối với hầu hết những người còn lại, nó tạo ra hy vọng cho tương lai. Căn bệnh sơ nang di truyền bất trị khiến phổi hoặc ruột bệnh nhân chứa đầy chất nhầy, ngăn các cơ quan này hoạt động bình thường. Bệnh có nhiều dạng nên có nhiều liệu pháp thuốc men khác nhau. Không may là một vài phương pháp trong số đó rất tốn kém. Để kiểm tra liệu một loại thuốc có hiệu quả hay không, các nhà nghiên cứu ở Hà Lan đã phát triển một kỹ thuật tạo ra các mẫu cơ quan của bệnh nhân. Trong nghiên cứu này, họ đã tái tạo một mẫu ruột cho 450 bệnh nhân. Chúng chỉ to đến 1 mm, nhưng hoàn chỉnh, có mọi thứ mà ta nhìn thấy trong ruột thật, chỉ là ở tỷ lệ rất nhỏ. Các xét nghiệm nhanh chóng cho thấy rằng các tế bào được điều trị bằng thuốc phồng ra như dự kiến khi xử lý muối và nước. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thuốc phát huy tác dụng. Quan sát, ta có thể thấy thuốc sẽ có hiệu lực cho một cá nhân hay không. Một trong những bệnh nhân hiện cảm thấy đủ khỏe để tiếp tục tận hưởng các sở thích của mình. Tự như ai đó mở rèm và thốt lên rằng, nàng ấm ơi, tôi đang ở đây, hãy ra ngoài vui chơi. Gần như thế. Các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ đang sử dụng cùng một kỹ thuật để thử nghiệm thuốc trên tế bào khối u lấy từ bệnh nhân ung thư. Giờ đây chúng ta có thể thử nghiệm khối u đó với 10, 100, 1.000 loại thuốc khác nhau và tìm ra loại thuốc hiệu nghiệm nhất giết chết các tế bào khối u cho một bệnh nhân cụ thể. Các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều trở ngại và thử thách để phương pháp mới này được sử dụng hoàn toàn. Nhưng họ hy vọng trong vòng một thập niên nữa, y học cá nhân hóa có thể hữu ích trên toàn thế giới.